Lần đầu tiên Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Sơn Tây xuất bán một lúc với số lượng cá trên 1,3 tấn, qua gần 20 tháng nuôi, bình quân mỗi con có trọng lượng gần 3 kg. Giá bán 200.000 đồng kg, Hợp tác xã đã có lợi nhuận. Thì hiện nay ấy là sau khi mà Hợp tác xã đã xuất cái lứa cá đây thì cũng đang tiếp tục liên kết và mua lại giống của cá tầm Việt Nam ấy là với 5.000 con, thì hiện nay ấy là anh em đang thả xuống hồ. Có kinh nghiệm và đã tìm được đầu ra cho sản phẩm, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Sơn Tây tiếp tục đầu tư thả nuôi trên 5.000 con cá tầm để phát triển kinh tế, giúp cho nhiều hộ dân ở Sơn Tây mạnh dạn mở hướng làm ăn mới, vươn lên thoát nghèo bền vững.